thứ bảy tuần sáu thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-cô. Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phê-rô, Gia-cô-bê và Gioan đi riêng với Người lên núi cao, và Người biến hình trước mặt các ông. Rồi Ê-li-a cùng Mô-xê hiện ra đàm đạo với Chúa Giêsu. Bấy giờ Phê-rô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: Này Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Mô-xê và một cho Ê-li-a. Phê-rô không rõ mình nói gì, vì các ông đều hoảng sợ. Lúc đó một đám mây bao phủ các ngài, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta rất yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người. Bỗng nhìn chung quanh, các ông không còn thấy ai khác, chỉ còn một mình Chúa Giêsu với các ông. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu ra lệnh cho các ông đừng thuật lại cho ai những điều vừa xem thấy, trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lời căn dặn đó, nhưng vẫn tự hỏi nhau, từ trong cõi chết sống lại nghĩa là gì? Suy niệm. Sau khi loan báo cuộc thương khó sẽ tới, Chúa Giêsu dẫn các môn đệ lên núi cao, và ở đó Người bày tỏ vinh quang cho các ông thấy. Mục đích là để các môn đệ hiểu rằng con đường thập giá không phải là con đường bế tắc, nhưng là đường dẫn đến vinh quang. Nhờ đó, khi các ông phải chịu đau khổ và thử thách, các ông sẽ không nản lòng. Người Kitô hữu ý thức rằng tin theo Chúa là tiếp tục sống theo khuôn mẫu của Chúa Giêsu. Với niềm tin và hy vọng chờ đợi ngày vinh quang mà Chúa dành cho mình. Lạy Chúa, cũng như các tông đồ, khi nghe nói đến nước trời, vinh quang, hạnh phúc đời đời, chúng con rất thích và muốn theo Chúa ngay. Nhưng xin Chúa giúp gia đình chúng con hiểu rằng, trước khi có vinh quang, thì chúng con phải chia sẻ thập giá với Chúa tại trần gian.